Hả? Tối nay em bận mất. Dạ không. Dạ hôm nay chị Nhi diễn giùm em. Dạ. Chị Tấm ơi, bật quạt rồi đưa mặt cho khách nha mấy đứa. Không hay là hai nhé. Ấy là bật rửa mặt cho khách mới vô. Lá có khách không chị Lá thầy? Điện khách qua hồng hay là hai đi chị? Thank you.
Thank you.